Lâu thế nhỉ? Dạ anh Long ơi, em mời anh qua bên này ạ. Ủa? Gì đó? Vậy anh có cho em? Dạ có rồi anh ạ. Có phải anh Tinh Long diễn viên nổi tiếng đấy không ạ? Chào em. Anh ơi, em xếp hàng mãi chưa có vé, anh đến cái được lấy vé luôn. Em biết anh là người nổi tiếng, dễ được ưu ái, nhưng mà cái gì cũng phải theo thứ tự chứ anh. Ở đây là nhân viên họ mời anh làm việc riêng thôi, chứ anh cũng định xếp hàng mà em. Còn anh không nhận anh nổi tiếng đâu, có mỗi em gái cho anh từ đấy nãy giờ thôi. Dạ vâng anh. Thế bạn nhân viên ơi, tại sao lại cho anh nghỉ lấy vé trước các bạn? Bởi vì anh ấy nổi tiếng ạ. À quên là bởi vì anh ấy đặt vé trước thì được ra, quầy riêng là việc bạn ạ. Thôi rồi em nhường anh ạ. Nhưng cái thằng bố nhà em ấy, nhân viên họ đang nói là anh đặt vé chưa được ra quầy riêng làm việc rồi, em không biết gì lại cứ tưởng hay. Dạ vâng em xin lỗi anh ạ. Thế anh có mua nhiều vé không anh? Cũng sương sương thôi, anh bao cả rạp em ạ. Ủa anh ơi, thế bọn em không được xem nữa hả anh? Anh không biết em xem phim gì nhưng mà phim sắp tới anh xem anh bao cả rạp từ chiều nay rồi em ạ. Ơ em tưởng em đặt từ sáng mà. Anh không nhớ nhưng mà sáng hay chiều thì mày cho mẹ vào một kết quả đi, cứ để bọn nó soi ngu thế. Dạ vâng. Anh Long ơi, anh có thể nhường cho em người yêu một cặp vé được không ạ? Chứ mất công xếp hình, à quên rồi, xếp hàng mà không được coi phim buồn lắm. Mà anh đi theo xã đoàn em ạ, có cả vợ anh nữa nên là cần chỗ riêng tư. Bọn em ngồi ở góc rạp hay ngồi ghế xấu trước màn hình cũng được anh ạ. Đi mà anh. Thế anh hỏi em, bọn em đi khách sạn mà có người lạ xin vào ngủ chung, bọn em có đồng ý không? Thế anh coi rạp phim là khách sạn à? Đúng rồi em. À quên rồi, không nhưng mà cũng gần đúng đấy em, bởi vì rạp anh đặt là Gold Class mà. Anh nói thế chịu rồi. Mà ăn phốt anh nhá. Ừ em muốn làm gì cũng được, anh không quan tâm nhưng mà từ từ anh hỏi tí em xem phim gì ấy, em. Em xem phim nhà nào bự anh ạ? À thế thì anh chấp cả lò nhà em phốt anh luôn ấy, bởi vì anh xem phim Người Cóng và Chiến Binh Yên em ạ. Vậy!